Dạ em xin chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái kênh YouTube gốm sứ Nhật Xuân Lãm nha anh chị. Và những sản phẩm em lên đó anh chị là thích món nào anh chị gửi về Zalo nha anh chị, gốm Nhật Xuân Lãm 0913 330469 nha anh chị. Và những mà anh chị mà không có xài Zalo, anh chị cứ nhắn tin trực tiếp nha anh chị qua cái kênh em. Lúc nào bên em cũng là kiểu như đã nêm yết cái số điện thoại trên cái kênh, thì anh chị trực tiếp nhắn tin nha anh chị. Em lúc nào bên em cũng trực máy hết nha. Em sẽ báo mã số cho anh chị. Em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube này. Dạ bây giờ em sẽ lên một cái dĩa nha anh chị. Một cái dĩa này là một cái dĩa thuận buồm xuôi gió nha anh chị. Một thuận buồm xuôi gió. Và một cái này chị, một cái dĩa này là nó rất là đẹp nha chị. Nó rất là đẹp nha. Mà hồi lộn xin lỗi. Cái dĩa này là nó lại làm tiếp một cái là thuận buồm xuôi gió là rất là ok rồi. Mà anh chị ngay cái chỗ này anh chị, ngay cái chỗ này nó có ngay cái con hai con hạt anh chị, hai con hạt chuối cái đầu xuống nè. Đấy, ngay chỗ này thì nó có một cái vết là kiểu như vết rạn nha anh chị, vết rạn kiểu như là có vết rạn như thế này anh chị. Vết rạn nha. Rồi, em sẽ bỏ cái kệ gỗ ra anh chị, nhìn là rất là đẹp nha. Đó, em bỏ cổ thuận buồm xuôi gió nha anh chị, thuận buồm xuôi gió. Rồi cái này đường kính của dĩa này là 32 nha chị, đường kính của dĩa này 32. Dĩa này là không có truyện nha anh chị, dĩa này không có truyện. Cái này em sẽ kèm cho anh chị theo một cái, kèm cho anh chị cái kệ gỗ luôn nha. Em sẽ kèm cho anh chị cái kệ gỗ của dĩa này. Rồi cái dĩa này là em bán cho anh chị cái này chị, ở sâu như thế này không có truyện nha anh chị. Em theo cho kệ gỗ là rồi. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị với giá là dĩa này bán cho anh chị với đây chị nó một xíu chỗ này. Rồi 300 dĩa này em bán cả 370k cái dĩa này nha chị, 370k cái dĩa này, cả kệ gỗ luôn nha chị, cả kệ gỗ luôn. Anh chị chốt cho em mã quy 563 hả? 53. 53. Quy 53 nha chị, quy 53. 370k nha chị, quy 53. Rồi em lên một cái này anh chị, một cái bình trà nha chị, một cái bình trà. Bình này là có tích người trong nha chị, có tích người. Bình này là có tích người. Bình này là lọc tổ ong nha chị, lọc tổ ong. Bình này là không có truyện nha chị, bình này là không có truyện. Bình này là dung tích là 400ml nha chị, dung tích bình này là 400ml. Rồi cái bình này em bán cho anh chị với giá là 320k cái bình này nha chị. Đó, những cái bình thì thư pháp hay là những cái bình trơn thì nó rất là. Còn cái này dòng này là cái này là bình này là có tích người nha chị. Và cái này là những cái con lạc thì con đây, con chim và những con chim anh chị, và con anh chị con cừu hay là con gì đó anh chị. Rồi 320k anh chị chốt cho em mã Q54 nha chị, Q54. Q54 sao lại lấy kia cho nó hết đi. Rồi em lên cái cặp dĩa này anh chị, một cái cặp dĩa lam nha. Cặp dĩa lam này đường kính là 16.5 nha chị. Rồi cặp này bán cho anh chị 70k một cặp dĩa này. 70k một cặp dĩa lam này nha chị. Anh chị chốt em mã Q50. Q55 nha chị, Q55. Rồi cái này anh chị em lên, cái này là chén cơm nha chị, chén cơm. Phone này là phone chén Việt Nam anh chị, phone chén Việt Nam nha. Tùng. Cái này là có hoa đào nha chị, cái này là có hoa đào. Này là có truyện ký nha chị. Rồi chén này đường kính là 11.5 nha chị, cao của chén này là 6.5. Chén này em có số lượng là 10 chiếc nha chị, em có số lượng 10 chiếc. Rồi cái này em bán cho anh chị là 590k 10 chiếc chén này. 590k 10 chiếc nha chị, 590k 10 chiếc. 590k 10 chiếc nha chị.
chị cho Kim Em mã Q 56 nha anh chị. Q 56. Rồi nha chị, cái này em có 21, cái này là một cái tô. Cái này là một cái tô Mỹ nha anh chị, USA của Mỹ nha. Một cái tô USA của Mỹ. Hai cái tô cũng là Mỹ nha anh chị, mà cái này là hai cái tông khác nhau. Đây là Mỹ nhưng cũng là USA luôn nha anh chị, cũng là USA của Mỹ luôn. Cái tô này đường kính là 16 nha anh chị. Cao của này là 5, còn cái này là đường kính là 14, cao của này là 3. Rồi cái cặp Mỹ này em bán cho anh chị với giá là 1. Rồi cái này em bán cho anh chị một cặp Mỹ này là 110k. 110k nha chị, 110k. Anh chị chốt giùm em mã Q57. Q57 nha anh chị, 110k, Q57. Chị cái này là cái dĩa này chị, dĩa này là những cô bé nha chị, những cô bé mà kiểu như là Âu nha chị. Cái này là một cái dĩa nha chị và hai dĩa nha. Rồi cái này ba nha chị, cái này ba nha. Rồi cái này là có bốn dĩa anh chị, bốn dĩa. Cái này là phong cách Âu nha chị, phong cách Âu. Dĩa này là đường kính là 18 nha chị, dĩa này đường kính là 18. Cái này em có 4 chiếc nha chị, rất là đẹp luôn. Rồi cái này 4 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 160k 4 dĩa như thế này. 160k 4 dĩa nha anh chị, 160k 4 dĩa. Anh chị chốt cho em mã Q85, xin lỗi, Q58. Người cho rõ, nói rõ đâu rồi. Q58 nha chị, Q58 160k là 4 chiếc nha. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Rồi nha chị, cái này là em lên là ba cái chung này là ba cái chung tam thái nha anh chị. Tam thái mà cái này là nó vừa là tam thái nha chị, vừa là ngũ sắc mà cái này truyện đỏ, vừa là nhìn giống cái ly Imari nha chị. Nhìn cái này dạng như nó cái độ láng á, cái độ bóng á chị, nhìn giống hàng Imari. Cái này em có 3 chiếc nha chị, 3 chiếc như thế này. Họa tiết nổi nha chị, họa tiết nổi. Ly này đường kính là 9 nha chị, và cao của ly này là 5.5 nha chị. Rồi 3 cái ly này em bán cho anh chị là 150k. Dừa ngũ sắc nha chị, dừa Imari. Đó, cái này là dừa tam thái chị, nó rất là đẹp nha. Đó chị, đó, ba này 150k, Q59. Q59 nha chị, Q59 ba chiếc 150k. Rồi em lên cái này anh chị. Cái này là cái này là khay vuông nha chị, cái này là chén vuông. Mày á, tại sao đi mối giò ra biết? Rồi cái này em có 5 chiếc nha chị, cũng là cái này là ngũ sắc vàng xanh luôn, ngũ sắc vừa vàng vừa xanh nha chị. Cái này em có 5 chiếc rất là đẹp luôn. Cái này đường kính là 10 nha chị, và cao của này là 5.5 nha chị, 5.5. Rồi 5 chiếc này em bán cho anh chị 400k 5 chiếc nha chị, 400k 5 chiếc. Anh chị chốt cho em mã Q60. Q60 nha chị, Q60. Q60 là 5 chiếc này là 400k. Q60.
đã kéo ra. Rồi cái bộ này anh chị, bộ này em có 6 chiếc nha. Bộ này em có 6 chiếc. Cái này là đường kính là 20 nha anh chị, đường kính 20. Rồi cao của này là 3.5. Cái này là một cái dĩa xoắn nha chị, một cái dĩa xoắn xoắn như thế này. Dĩa xoắn nha chị, cái này em có 6 chiếc nha chị, 6 chiếc như thế này nha. Rồi cái bộ này em bán cho anh chị là, bộ này em bán cho anh chị 300k nha chị, 300k 6 chiếc dĩa như thế này. 300k 6 chiếc, anh chị chốt cho em mã Q61. Q61 nha chị, Q61 300k. Rồi em ra một cái gì này chị, một cái này là một cái dĩa hoa. Hoa gì, hoa hướng dương hả? Một cái dĩa hoa nha chị, một cái dĩa hoa. Này là có truyện ký đầy đủ nha chị, có truyện ký đầy đủ nha. Dĩa này là đường kính 27.5. Và cao của dĩa này là 2.5 anh chị, cao của dĩa này là 2.5. Rồi cái dĩa này em bán cho anh chị là 120k dĩa này. 120k dĩa này anh chị. Có 120k. Còn nó còn. Anh chị chốt cho em mã Q62. Q62. Rồi em lên ba cái này anh chị, ba cái này là ba cái dĩa trái dâu nha anh chị, ba cái dĩa trái dâu. Ba dĩa trái dâu nha chị. Hai cái này là rất là ok nha chị, mới một mới nha chị, mới một, mới. Rồi cái này em có một cái chiếc dâu như thế này. Một chiếc này chị, một chiếc cũng là trái dâu mà hơi rạn nha chị. Cái này là hơi rạn cái phần này. Hơi rạn một cái phần này chị. Đó là em có ba chiếc này nha. Em sẽ đo đường kính. Đường kính là 24.5. Này là có truyện ký đầy đủ nha chị, 24.5. 24.5 nha chị. Rồi cái bộ này em bán cho anh chị là 3 chiếc này nha chị, 3 chiếc này em bán cho anh chị 250k 3 dĩa này. 250k 3 chiếc này, anh chị chốt em mã Q63. Q63. Dán mình hàng này mấy dán chỗ trắng trắng được, dán trên cái hoa nha, trên cái hoa mỗi lần rối là nó mệt á. Rồi em lên một cái này dĩa nè anh chị, dĩa này là một cái dĩa cong nha anh chị, một cặp cong phụng và cái này là hoa mẫu đơn anh chị, hoa mẫu đơn. Và cái dĩa này là không có truyện nha anh chị, không có truyện. Bên em sẽ kèm cho anh chị theo một cái kệ gỗ như thế này, theo kệ gỗ như thế này nha chị. Rồi em bán cho là em sẽ đo đường kính nha. Đường kính dĩa này là 32.5 anh chị. Đường kính dĩa này là 32.5. Rồi cả kệ gỗ luôn nha chị, cả kệ gỗ luôn. Rồi em bán cái dĩa này cả kệ gỗ cho anh chị là với giá là 540k. 540k nha anh chị, 540k. Anh chị chốt cho em mã Q67. Q67 nha anh chị, 540k Q67. Rồi em ra tiếp anh chị, cũng là một cái dĩa như thế này. Hoa này là hoa mẫu đơn vẽ vàng nha anh chị, và cái cốt dĩa này là hơi nặng một xíu nha. Đường kính của này là 31. Đường kính dĩa này là 31 anh chị.
viên là viên sô cô la nha chị, đường kính là 31. Rồi cả kệ em kèm theo kệ gỗ cho anh chị luôn. Rồi cái này em bán cho anh chị 530k. 530k nha chị, 530k. Anh chị chốt giùm em mã Q68. Q68. Rồi em đăng cái này anh chị cũng là đây anh chị cũng là một cái hoa mẫu đơn nha chị. Cái này là về hoa, một set hoa mẫu đơn. Mẹ vẽ tay viền vàng nha chị, viền vàng và cái này là viền xoắn nha anh chị. Dĩa này là đường kính là 31. Đường kính là 31.5 nha chị, gần 31.7. Gần 3, nói chung là 32 đi anh chị, cái này 32 đi. Rồi cả kệ gỗ luôn nha chị, cả kệ gỗ luôn. Rồi cái này em bán cho anh chị là rồi em bán cho anh chị cái này là 670k. Anh chị chốt cho em mã Q69. Q69 nha anh chị, Q69. Cái này là không có truyện nha anh chị. Đấy, không có truyện mà được cái là hai đấy. Q69 670 nha chị, 670k. Rồi em lên cái này anh chị. Cái này là 4 cái ly hoa đào nha chị, 4 cái ly hoa đào. 4 chiếc ly hoa đào và cái này đường kính là 7.5. Và cao của này là 6 nha chị, cao của này là 6. Rồi 4 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 160k 4 ly này. Anh chị chốt cho em mã Q70. Q70 nha chị, Q70. Hoa đào chị, cái này là hoa đào rất là đẹp nha chị. Này là họa có triệu vàng luôn. Và hoa này là vẽ họa tiết vẽ vàng và vẽ nổi nha chị, và vẽ nổi nha. Rồi nha chị, cái này là cái khay này là một cái khay chiếc chấm nha chị, một cái khay chấm. Cái này là khay chấm nha chị, khay này anh chị đựng muối tiêu, muối ớt. Và hai bên này chị, hai bên này là trúc nha. Rồi nha chị, cái này em có 10 chiếc như thế này nha, 10 chiếc như thế này. Cái này đường kính là 8.5 nha chị, vàng ngang của này là 6. Cái này em có 10 chiếc nha chị, 10 chiếc này. 10 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 100k 10 chiếc này anh chị, 100k 10 chiếc. Anh chị chốt cho em mã Q71. 100k 10 chiếc như thế này nha chị, Q71. Rồi nha chị, cái này là hộp mica nha chị, hộp mica. Đó chị, em có là 5 hộp như thế này nha chị. Em báo chị là cái này hộp mica này 5 hộp cho mà toàn bộ là mới chưa qua sử dụng nha chị. Mới chưa qua sử dụng nha. Đó chị, đó, mới chưa qua sử dụng. Hộp mica nha chị, chứ mà nói là nói mica chứ mà cái này cũng nặng nha chị, là ở dưới này em nghĩ là dạng như nó có một cái lớp gỗ sao chị, nó hơi nặng nặng chứ không phải là nhẹ nha. Nói chung là hộp mica, hộp này là đường kính là 14.5 và cao của hộp này là 6.5 nha chị, cao của hộp này là 6.5 đó chị. Đừng anh chị về đừng ăn thức ăn cũng được nè anh chị, những ví dụ anh chị ướp cá ướp thịt anh chị vẫn đậy như thế này được nè, anh chị bỏ vô cái tủ lạnh. Cả cỡ những cái này chị, những cái này anh chị chớ mì, dạng như anh chị ăn nóng á, ăn nóng vẫn ok nha chị, chứ không có mà nha, ăn nóng chẳng hạn như múc canh hoặc là anh chị múc canh nóng hay là múc súp cũng được. Rồi cái này em có là tổng là 5 chiếc nha anh chị, tổng là 5 chiếc như thế này.
Đó, 5 chiếc này em bán cho anh chị là 5 chiếc này là 240k 5 chiếc nha. 240k 5 chiếc. Anh chị chốt cho em mã Q72. Q72 nha chị, Q72. 240k 5 chiếc như thế này. Rồi em lên một cái này là một cái tô nha chị, một cái tô hoa nha. Một cái tô hoa nha chị. Họa tiết trong ngòi luôn. Tô này đường kính là 13 nha chị và cao của tô này là 7. Đường kính 13, cao của tô này là 7 nha chị. Rồi cái tô này là em bán cho anh chị là 80k cái tô này, nằm con cái này hộp luôn nha anh chị. 80k anh chị chốt cho em mã Q73. Q73 nha anh chị, Q73 80k cái tô này, họa tiết trong ngòi luôn nha anh chị. Q73 80k. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị.